bạn Sùng Thìn Cồ trong vai bố bác. Bạn Lý Văn Điệp trong vai bác. Bạn Tươi Thị Ánh Dương trong vai công an. Quay à em. Bạn Lý Bình Đàm trong vai Dũng, bạn học của bác. Bạn Lý Xuân Bách trong vai Gia, bạn học của bác. Và một số bạn trong lớp tham gia cùng tham gia tiểu phẩm. Tiểu phẩm của chúng em xin phép được bắt đầu. Nhắc lên chị Khuyên ơi. Sao thế? Nhắc lên. Quay rồi. Bấm loạn xạ lên đây. Đến đoạn 2 say rượu mà không nhìn thấy tên nhà nào. Ôi chàng ơi, đây là buồn. Ông làm cái trò gì đấy? Lại, nó, đúng là cái đồ nát rượu. Bà bảo ai nát rượu? Tôi nói ông cho ai. Cả ngày chẳng làm được cái tích sự gì cả, chỉ được cái rượu chè thôi. Ngã nào, tôi nói cho bạn biết. Nhà là phải có nóc. Tôi nói cho ông biết nha. Ở cái nhà này tôi là nóc, tôi là con cuộn ở ngoài cái kia. Làm được cái gì chứ hả? Loạn, loạn đây rồi. Tôi làm loạn đây, thì sao? Giờ này bạn này chịu hết nổi rồi. Thằng Bắc đâu rồi? Thằng Bắc nó đi học rồi, ông tìm nó làm gì hả? Ngon mẹ mà định nó ngon á. À, ông có định đánh gã, tôi không sợ đâu nha, tôi không sợ. Cảnh 2, tại quán nước ven đường. Từ đó để nó ngồi đó. Đi xem nó thế nào đi. Ê cô, sao hôm nay nhìn buồn thế? Kể cho anh em nghe xem nào. Ông bà nhà tao lại cãi nhau đấy rồi, chán. Úi giời, cái gì phải chán? Về nhà tao đi, tao có ý đồ này hay lắm. Đảm bảo mày thích. Cái gì đấy? Nhà còn mấy chai rượu, mẹ hôm qua vừa nấu. Mấy lon bia, nhầm. Mấy túi lạc, bố hôm qua vừa nhổ. Hôm nay bố mẹ đi vắng, anh em mình làm luôn. Đúng rồi, đi nhà bạn Dũng đi, đỡ có ít đồ này hay lắm.
Đã bảo hai số luôn. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Thôi đi. Thôi tao không đi đâu, tao sợ lắm. Không việc gì phải sợ. Đi rồi biết. Thôi, cứ về nhà tao tính tiếp. Cảnh 3, tại nhà Dũng, bạn của bác. Hãy subscribe.
Em chưa có. Không có tiền thì biến. Anh cho em khách với. Có chịu. Thèm quá này. Cảnh Năm, bác bị bắt khi đi bán ma túy cùng nhóm bạn thì bị công an